Xin chào tất cả các bạn nhé, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Và bây giờ là mẹ buồn đây, và hôm nay là mình sẽ làm thử thách của chị là chỉ dùng những tiểu liên lấy tốt một nhanh lên. Cái thử thách này mình cho mình thấy là khá là dễ. Anh em hỏi chỗ gì về rồi, mình đã có khó mắc người rồi em ạ. Chỗ gì mà mình đã có mắc người. Mắc người cho ngon. Ok, nhưng mà bây giờ mình sẽ mở kho báu nha anh em nhá. Bây giờ mình sẽ mở kho báu này. Xong kho báu cho, xong kho báu có gì. Tại vì mình đang chơi một băng chơi gọi là team 1 ấy. Solo mọi người, solo mà mình lướt đồ em này, nó nhiều đồ ấy. Một chút không qua nữa, cậu chơi với cả chị nữa. Mà chơi bà ý cái sạch, bà mình bỏ kho báu qua mà bà anh bà vào, bà lấy sạch đồ của mình ạ. Đang một thằng bỏ mẹ nha mà. Các bạn ạ, mẹ là chơi bắn lấy này, ai chơi? Ok, mình không biết lấy top 1 rồi anh em ạ. Rồi, giờ không biết được top 1 rồi. Quê quá mọi người, mình không lấy top 1 thì mình hơi bị quê anh em ạ. Mình chỉ lấy top 11 thôi, không lấy top 1 được.
Tạm biệt các bạn nha, bye.